Thưa quý vị, công ty cổ phần tưởng nhẹ Tosewa là một doanh nghiệp khoa học công nghệ. Chúng tôi là cầu nối chuyển giao tất cả những cái ứng dụng khoa học công nghệ từ trường đại học xây dựng. Tất cả những nghiên cứu của trường đại học xây dựng sẽ được chuyển giao ra bên ngoài thông qua công ty cổ phần tưởng nhẹ Tosewa. Sản phẩm của Tosewa là một trong những sản phẩm vật liệu không nung đang được phát triển hàng đầu. Hiện tại thì sản phẩm đã có mặt ở cả ba miền đất nước và xuất hiện trong các công trình lớn nhỏ